Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Kể từ kỳ thi năm 2015, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có xu hướng đổi mới mạnh mẽ về nội dung cũng như hình thức đề thi môn ngữ văn, với mục đích hướng đến kiểm tra năng lực thực sự của người học trong việc vận dụng các kiến thức cơ bản trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông vào việc giải quyết các tình huống đề cụ thể có liên quan đến cả những vấn đề đời sống xã hội rất là rộng lớn, cũng như những kỹ năng chuyên sâu của môn văn học. Vì vậy, để các em có thể đạt được kết quả thật tốt, đạt điểm tối đa trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia môn ngữ văn, các em cần phải tạo cho mình một cái hệ thống kiến thức, kỹ năng cũng như là phương pháp làm bài thật là tốt. Tức là chúng ta phải đảm bảo để vận dụng kỹ năng học trong chương trình Trung học phổ thông để khi giải quyết đề bài là phải đạt được các cấp độ như là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Để từ đó ta có thể đạt được cái điểm số tối đa. Từ kỳ thi 2016 trở đi, theo chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo, đề thi môn văn sẽ còn được đổi mới mạnh mẽ hơn, với rất nhiều các kiến thức, đặc biệt là văn bản phần đọc hiểu và phần tức là những vấn đề nghị luận xã hội mà đề thi đặt ra, sẽ rất nhiều vấn đề nằm ngoài quyển sách giáo khoa nhỏ bé các em. Tức là đòi hỏi các em cần phải vận dụng được những cái kỹ năng, những cái phương pháp mà mình đã học trong nhà trường, học trong chương trình sách giáo khoa, để từ đấy giải quyết những vấn đề nó rộng hơn. Đấy. Và vì vậy thì chúng ta sẽ phải học cái cách, tức là chúng ta sẽ phải chú ý đến cách học văn, cũng như là cách sử dụng các kiến thức, kỹ năng mà môn văn đã trang bị cho các em. Nói ngắn gọn là dùng văn, và cái cách tư duy thế nào để áp dụng các kiến thức đấy vào những vấn đề cụ thể của đề thi, cũng như là những vấn đề mà đời sống xã hội đặt ra. Rõ ràng đây là một trong những một cái bài toán rất là khó khăn, nhất là đối với các em học sinh lại thuộc học lực trung bình và trung bình khá. Để giúp cho tất cả các em học sinh có học lực từ trung bình và trung bình khá trở lên có thể đạt được điểm số tối đa trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia môn ngữ văn, ở khóa Pensi này thầy sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu các văn bản văn học trên cơ sở của dạng thức sơ đồ tư duy một cách ngắn gọn, rành mạch, dễ hiểu, dễ nhớ, nhớ lâu, nhớ sâu, để từ đó các em có thể vận dụng các kiến thức từ môn văn vào việc giải quyết tình huống đề thi cụ thể một cách tốt nhất. Tức là một mặt chúng ta vẫn đảm bảo được các kiến thức toàn diện, cơ bản, trọng tâm, mặt khác chúng ta vẫn có thể sử dụng các kiến thức và các kỹ năng mà thầy trang bị cho các em trong khóa học, để các em có thể giải quyết được kể cả những dạng bài mà có thể phần văn bản đọc hiểu hoặc nghị luận xã hội vốn không nằm trong sách giáo khoa, các em vẫn có thể hoàn thành một cách tốt nhất và đạt điểm số tối đa. Bên cạnh đó, trong suốt khóa học, qua từng bài giảng, thầy sẽ nỗ lực để làm sao có thể khơi lên cái niềm yêu thích đối với môn văn, để các em, ngay cả những em học sinh mà có thể vốn không thích học văn, cũng sẽ cảm thấy rằng học văn rất là hay, rất là hứng thú, rất là bổ ích. Và đồng thời từ đó các em có thể có được cái tình yêu thực sự đối với lại môn văn. Cũng trong khóa học này thì chúng ta sẽ tập trung để làm sao có thể giải quyết tốt các kiểu bài thuộc dạng bài đọc hiểu, dạng bài nghị luận văn học, như là phân tích, cảm nhận, so sánh văn học, và dạng bài nghị luận xã hội. Để từ đó, trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng và phương pháp mà các em đã nắm được từ khóa học, các em sẽ trở thành những người hoàn thành cái bài thi môn văn trong vòng 180 phút với cái mức độ xuất sắc nhất, đạt được điểm số cao nhất. Vì đối tượng của khóa học Pensi này là các học sinh có học lực từ trung bình khá trở lên, cho nên trong suốt khóa học thầy sẽ giảng chậm, giảng kỹ, giảng cặn kẽ, đồng thời cũng giảng sâu sắc để các em có thể nắm bắt được hệ thống kiến thức cũng như kỹ năng, phương pháp làm bài, đồng thời vận dụng các kiến thức kỹ năng đó qua các tình huống bài tập cụ thể
để có được cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết với lại phần luyện tập. Các em cũng nên đọc trước và đọc kỹ các tác phẩm trong chương trình sách giáo khoa và chuẩn bị nhiều giấy A4 để có thể tái hiện lại sơ đồ tư duy trong bài giảng, hoặc tự mình vẽ các sơ đồ tư duy mà qua các tình huống bài tập cụ thể thầy cho. Trong quá trình học, các em nên lưu ý thực hiện theo 4 bước. Thứ nhất là học và nắm vững kiến thức, kỹ năng trong bài giảng được cung cấp. Thứ hai, các em nên học phương pháp giải trong các bài tập mẫu, cũng như các kỹ năng, các cái cách tìm ra ý, các cách bóc tách và trình bày ý, cho đến cách kỹ năng diễn đạt và kỹ năng trình bày bài văn cho nó thật là rành mạch, thật là hấp dẫn. Thứ ba, các em nên tự giác làm các bài tập về nhà. Và thứ tư, sau đó các em so sánh những bài phần bài tập mình làm với cái đáp án hướng dẫn giải của thầy để tìm ra, tức là để kiểm tra lại xem là gì mình đúng ở chỗ nào, mình sai chỗ nào, ở chỗ nào thầy cần học mình, ở chỗ nào thì mình học thầy. Các em cũng nên kết hợp giữa nghe giảng và ghi chép để không bỏ sót các nội dung kiến thức quan trọng. Thầy sẽ thực hiện phương châm của học Pensy trên tinh thần tóm tắt 4 điểm sau đây. Thứ nhất là bài giảng đặc sắc. Thứ hai, tài liệu phổ đồ. Thứ ba, dạy theo sơ đồ. Và thứ tư, khi gì học đấy. Thầy hy vọng là sẽ được đồng hành cùng tất cả các em trong suốt khóa học này, để cuối cùng chúng ta sẽ đạt được điểm số tối đa trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn văn thời gian tới.